Xin chào, chào mừng bạn đến với dịch vụ xác minh Google Maps nhanh, uy tín Humanes. Như ở trên màn hình các bạn có thể thấy đây chính là cái vị trí Google Maps của bên mình. Và khi các bạn search dịch vụ xác minh Google Maps nhanh Humanes thì nó sẽ ngay ra ngay cái vị trí của bên mình luôn. Đó, và đây là cái website của bên mình và đây là khách hàng của bên mình. Đó, và đây là các khách hàng mà bên mình đã triển khai. Thì các bạn có thể test để tìm hiểu thêm về những cái khách hàng của bên mình. Chắc chắn khi các bạn xem cái video này thì các bạn đã ý thức được cái việc là cần phải xác minh Google Maps, đúng không ạ? Vì khi chúng ta xác minh Google Maps ấy, thì chúng ta có thể là quản trị được cái vị trí Google Maps của chúng ta. Và đây cho tôi có thể cho bạn thấy được ở trong cái vị trí Google Maps. Đó. Và ở trong khi mà chúng ta xác minh ấy thì chúng ta mới quản trị được cái vị trí Google Maps của chúng ta, và chúng ta có thể nắm bắt được những cái thông số ở trong cái địa điểm Google Maps của chúng ta. Như các bạn có thể thấy ở cái địa điểm này của mình nó có 19,9 nghìn lượt xem. Đó, 19,9 nghìn lượt xem và có 73 lượt hoạt động ở trên cái địa điểm này của mình. Hoạt động là có thể là họ sẽ bấm vào nút gọi điện, rồi bấm vào nút chỉ đường ABCZ, hay là họ vào xem những hình ảnh hay những cái bài viết của bên mình. Đó, và như vậy là có tỷ lệ chuyển đổi quan tâm và mua hàng của bên mình, đúng không ạ? Thì đây là bên trong cái vị trí map đã được xác minh. Thì các bạn có thể thấy là ở trong vị trí map được xác minh thì chúng ta có thể là đăng bài, đúng không ạ? Và chúng ta cập nhật được những cái thông tin của chúng ta ở trong này. Và điều quan trọng nhất là chúng ta sở hữu được cái vị trí của chúng ta và không bị rơi vào tay của đối thủ, đúng không ạ? Đó, và đây chúng ta nắm được, bắt được cái thần thông tin chi tiết ở bên trong này. Đó, chi tiết ở trong này là những cái dữ liệu, những cái thống kê về những cái từ khóa, các bạn thấy không ạ? Đó, hay là chúng ta có thể là đọc được những cái bài đánh giá và trả lời những cái bài đánh giá đấy. Đây là những khách hàng và chúng ta có thể giao tiếp với khách hàng hoàn toàn là miễn phí các bạn nhé. Và đây là cái phần tin nhắn, thì cái phần khi mà khách hàng nhắn tin cho chúng ta thì chúng ta có thể nhận được cái tin nhắn đấy. Đó, và bên trong này thì chúng ta có thể up thêm những cái hình ảnh, những cái nội dung, đúng không ạ? Còn đây là chúng ta có thể tạo ra những cái sản phẩm, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo ra nhiều những cái sản phẩm khác nhau ở trong cái phần quản trị Google Maps của chúng ta để cung cấp thêm những thông tin cho khách hàng. Và điều quan trọng hơn nữa là khi chúng ta xác minh một cái địa điểm Google Maps ấy, thì chúng ta sẽ có ngay một cái website miễn phí các bạn nhé, một cái website ở ngay trên cái địa điểm map của chúng ta luôn. Đấy, đấy thì đấy, các bạn có thể xem cái website này luôn. Đó, và đây là website Google cung cấp cho chúng ta. Đó, ok. Đó, các bạn thấy nhá. Và chúng ta có thể đổi cái tên này thành một cái domain của chúng ta, cái tên miền của chúng ta, hoặc chúng ta có thể sử dụng domain miễn phí của bên Google luôn các bạn nhé. Đó, ngoài ra còn rất là nhiều những cái điều tuyệt vời khi mà các bạn sở hữu cái vị trí Google Maps. Đó, đây là phần quản lý vị trí. Và các bạn có thể thấy đây là cái vị trí chưa xác minh và đây là vị trí những đã xác minh. Đó, chưa xác minh thì chúng ta không thể thay đổi những cái thông tin gì ở bên trong được. Và đã xác minh thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi và cập nhật những cái thông tin đấy các bạn nhé. Đó, ok. Và bên mình thì là cung cấp cái dịch vụ xác minh Google Maps nhanh, uy tín ở trên toàn quốc và tại Hà Nội. Thì các bạn có thể thấy đây là cái địa điểm Google Maps của bên mình. Thì khi mà các bạn xác minh cái Google Maps ấy, thì bên mình tặng cho các bạn một cái tài liệu SEO top Google. Tức là khi sở cái từ khóa về dịch vụ và về sản phẩm hay là về cái thương hiệu của bạn thì nó sẽ hiển thị cái địa điểm và cái map của bạn lên trên cái trang nhất của Google tìm kiếm. Ok. Và bên mình sẽ tặng cho bạn một cái món quà tuyệt vời, nhân thêm một cái tài bộ tài liệu rất là quý và để cho bạn có thể là tiết kiệm rất là nhiều chi phí trong cái việc là thuê những đơn vị bên ngoài SEO cái vị trí của bạn, và bạn làm một cách nó chính xác và nó chuẩn xác hơn, và bạn có thể tiếp cận đến hàng nghìn hàng vạn khách hàng hoàn toàn là miễn phí. Ok, và khi bạn cần phải xác minh cái địa điểm Google Maps thì bạn có thể liên hệ với bên mình để bên mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Nếu bạn bạn có thể là gọi điện tới số điện thoại là 0949931431, hoặc có thể là bạn có thể là ghé qua cái Facebook của mình. Đó, đây là cái Facebook của mình. Đó, cái Facebook của mình lên là Hùng Barnes. Đó,
để mình có thể là hỗ trợ cho các bạn, hoặc là bạn có thể là add cái Zalo, cái số điện thoại là 0949931431 để mình có thể là hỗ trợ các bạn trong cái việc là xác minh cái vị trí Google Map để các bạn có thể là quản trị cái vị trí Google Map của mình để các bạn thì có thể là thu hút được hàng ngàn, hàng vạn khách hàng hoàn toàn là miễn phí. Ok, rất là cảm ơn bạn đã xem cái video clip này. Và đây là kênh YouTube của mình, đừng quên bấm vào nút đăng ký để có thể nhận thêm nhiều cái video hữu ích từ mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.